Thưa quý vị, chiều nay đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long là đô thị loại 5. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, với truyền thống cách mạng và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thạnh Tây B đã hết sức nỗ lực đoàn kết thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và gặt hái được nhiều kết quả quan trọng toàn diện. Việc xã Phong Thạnh Tây B được công nhận đạt chuẩn đô thị loại 5 là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã nhà, góp phần củng cố thêm niềm tin và quyết tâm xây dựng xã Phong Thạnh Tây B trở thành thị trấn trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chỉ tiêu đô thị loại 5, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt hoặc mới chỉ đạt ở mức thấp. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan, tiếp tục mở rộng không gian đô thị, quản lý thật tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, chú trọng phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Lợi thế của xã Phong Thạnh Tây B là có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế. Nếu các đồng chí biết tận dụng, triệt để khai thác có hiệu quả tiềm năng này, thì không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, những hạn chế về công tác quy hoạch và cơ sở hạ tầng trong thời gian đã qua đã cản trở sự phát triển của xã nhà. Do đó, cần phải định hướng quy hoạch lâu dài và quản lý tốt quy hoạch được duyệt, không để phát triển tùy tiện và thiếu đồng bộ. Ngoài lợi thế sẵn có, tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phước Long và xã Phong Thạnh Tây B cần quan tâm thêm một số lợi thế so sánh để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm tìm đến đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho huyện, xã thực hiện các giải pháp để phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là việc kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư đến xã Phong Thạnh Tây B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Thạnh Tây B sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, chủ động nắm bắt các cơ hội, xây dựng Phong Thạnh Tây B trở thành thị trấn giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, trở thành trung tâm về thương mại, dịch vụ, công nghiệp của huyện Phước Long. Trong những năm qua, xã Phong Thạnh Tây B, nhất là khu vực chợ Chủ Chí với 150 cơ sở kinh doanh, 14 doanh nghiệp có sự phát triển rất nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 tăng lên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,47%, cận nghèo 8,44%. Trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia, có 99,9% hộ dùng điện. Tỷ lệ hộ dùng nước ngầm và nước hợp vệ sinh đạt 100%. Dịp này, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tặng 4 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng và 20 suất quà cho các hộ dân của xã Phong Thạnh Tây B có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Phong Thạnh Tây B đạt đô thị loại 5.